giao duyên cho thế giới người Việt Nam mình biết, biết chỗ này nó có cái nôi của Phật giáo, cái ngọn lửa Phật giáo tắt nhưng mà cái than vẫn chưa tắt, con hiểu không? Cái than hồng vẫn còn ở đây và đồng thời song hành với chúng ta. Chắc khi mà bỏ thiết này lên chắc nhiều người biết về chỗ này á. Cái bộ lớn lên đây mà những cái học là từ đây á, từ đây là nhiều nhất. Khi mà những cái năm gần tới mà mua Thiên Long Sơn, trước khi mua Thiên Long Sơn là bắt đầu cũng mới đi xuống qua bên Ấn Độ, cho nên chỗ này á là dạy cho phụ làm những 90%. Thánh của Hòa Thượng Thiên Hóa cũng y như Thánh cho phụ, thấy cái gì sai của mấy ông ma tăng á là nói thẳng. Cái bị mấy ông bên Hồng Kông với bên mainland China đó chỉ sói ngày, ủa sao ngày cứ đi nói chuyện của chúng tôi phá hòa hợp tăng hả? Không có, làm sai là có quyền lắm. Hòa Thượng Thiên Hóa không vậy á, ngài là Bồ Tát mà, ngài là Phật Bà Quán Thế Âm á. Ông ngài Hòa Thượng là Phật Bà Quán Thế Âm ngài là Phật Bà Quán Thế Âm hả?